Rồi, chào quý anh chị và các bạn trở lại với chuyên là Hùng xe hơi. Đây có lẽ là mẫu xe mà nhiều anh chị em tìm hiểu bán tải, tầm giá khoảng 6-700 quay đầu cũng đang khá giật mình với cái mức giá hiện nay của Wrangler XLS như này. XLS thì chúng ta là phiên bản một cầu nhé, có đầy đủ cả số sàn và số tự động. Trước mắt anh chị là phiên bản màu trắng số sàn. Giá niêm yết của mẫu xe này đang là 630 triệu và hiện nay trong tuần thứ 3 và cuối tháng 4 tới thì mẫu xe này đang có mức giảm giá chiết khấu khuyến mại từ 5 đến 10 triệu đồng tiền mặt và tặng kèm một gói phụ kiện trị giá khoảng 10 triệu theo xe. Thật ra thì xe này vẫn là xe đang được khuyến mại thì cá nhân em nghĩ với cái tình hình hiện nay của thị trường Ford Ranger bán tải thì cái mức khuyến mại này cũng gọi là tạm chấp nhận được. Vì sao? Vì trong suốt cả một năm vừa rồi thì gần như Ford Ranger XLS mà số sàn chúng ta bán đâu đó loanh quanh khoảng hơn 600 một tí thôi, tức là giảm từ 20 đến 25 triệu đồng. Tuy nhiên thì trong tháng 5 và tháng 6 tới khi mà Ford Ranger sẽ được phân phối với hình thức là lắp ráp tại nhà máy tại Hải Dương, chưa có thông tin chính xác nhận chính xác về mẫu xe mới sẽ như nào. Tuy nhiên thì với cái tâm lý xính ngoại và chất lượng của các dòng xe lắp ráp hiện nay thì xe nhập khẩu vẫn là được ưu tiên một cách nhiều hơn, cho nên cái nguồn cung xe chúng ta rất ít. Đó, nguồn cung ít mà nhu cầu lại nhiều, không chắc chắn rồi, giá các sẽ co lại thêm một chút. Đấy, cho nên chúng ta chỉ được khuyến mại đâu đó khoảng 10 đến 15, em xin lỗi, 5 đến 10 triệu đồng theo xe thôi nhé. 620 triệu thì chúng ta lăn bánh ở tỉnh địa phương chúng ta dao động vào khoảng 665 triệu đồng. Các bác ở Hà Nội thì cộng ra khoảng 10 đến 12 triệu tiền lệch thuế và một số chi phí phát sinh thêm nhé. Đâu đó khoảng 670 tháng đúng không ạ? Rồi, với phiên bản số sàn này thì em cũng quay khá nhiều rồi. 630 triệu cho số sàn, 650 triệu cho số tự động. Số sàn chúng ta vẫn được khuyến mại đâu đó tổng giá trị vào khoảng 20-25 triệu nhé. Số tự động thì các bác thông cảm với em, hiện nay chưa có chương trình khuyến mại. Mức giá lăn bánh tốt nhất tại từng thời điểm và từng địa phương, quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp em Hùng qua like là đính kèm ở trên video. Sơ nhanh qua về Ranger XLS ấy, thì đây chúng ta vẫn có này, mặt lưới tản nhiệt, mặt ca lăng thay vì là thanh ngang, chúng ta có mặt lưới dạng tổ ong và nhựa đen sáng bóng. Đèn thì vẫn là đèn halogen thôi nhé, bóng halogen toàn bộ. Chúng ta có thêm đèn sương mù. Các bác đặc biệt lưu ý giúp em là Ford Ranger XLS thì chúng ta không có cảm biến trước, sau và không có camera lùi. Đấy. Phần thân xe tất nhiên rồi, mâm thì chúng ta có một bộ mâm đơn giản và kích thước vừa đủ, nó không quá là trau chuốt và đẹp như là chai tông phiên bản 630 triệu mà em quay gửi đến quý chị nhé. Xe thì vẫn được trang bị sẵn bậc lên xuống. Đấy, cản trước. Một điểm lưu ý nữa là nguyên bản của Ford Ranger XLS như anh chị xem ấy, chúng ta không có lót thùng nhé. Này, không có lót thùng này, không có camera lùi này, là chúng ta vẫn có bậc cản cản sau. Cái này thì nó sẽ hơn Ranger XL một chút. Đó. Ui, không có thanh trợ lực khá nặng. Này, không có cảm biến phía sau nhé. Một chiếc xe dài khoảng hơn 5 mét đến 5 mét 3 như này. Việc không cảm biến thì cũng khá là bất tiện. Tuy nhiên chúng ta có thể khắc phục bằng gói hỗ trợ khuyến mại theo xe. Rồi, vì sao mà nó thiếu nhiều, nó vừa vừa option mà xe này vẫn bán chạy thế, khuyến mại ít thế, trong khi các xe khác giá rẻ hơn, option tốt hơn, khuyến mại nhiều hơn mà lại không bán chạy bằng. Thì đầu tiên phải nói với quý anh chị, trong cái khoảng 650 triệu đến 700 triệu lăn bánh đổ lại thì cũng không có mẫu xe nào mà có cân bằng điện tử này, vô lăng trợ lái điện này, màn hình cảm ứng 8 inch này, đúng không ạ? Mặc dù xe này chỉ là phiên bản số sàn thôi, lại không có đèn nổ luôn nhá.
Tuy nhiên, giá trị thương hiệu, hiệu năng sử dụng và những cái tính năng option an toàn mà xe mang lại hoàn toàn có thể thuyết phục bất kỳ khách hàng khó tính nhất mà bọn em từng gặp. Phiên bản số sàn chúng ta cũng được trang bị luôn Cruise Control ở đây nhé, và đàn thoại rảnh tay Cruise Control. Nói chung là rất đầy đủ và vừa giá tiền. Đây các bảng điện tử đấy nhé các bác, hai cổng sạc 12V tẩu thuốc này, hai cổng USB này. Rồi, Wrangler XLS phiên bản số sàn, giá bán loanh quanh khoảng 620 triệu đồng. Chi phí lăn bánh dự kiến ở tỉnh địa phương 665 đến 670 triệu đồng. Quý chị có nhu cầu tham khảo cần tư vấn thêm về giá xe, chương trình khuyến mại tại từng thời điểm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng, có hotline đang đính kèm ở trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.